Tại căn nhà nằm trên đường Đông Hưng Thuận 9, quận 12, lực lượng chức năng phát hiện một lượng rất lớn hàng hóa là các loại nước hoa được chủ nhà cất giữ tại đây. Theo lời khai ban đầu của chủ nhà, cũng là chủ của số hàng nói trên, số nước hoa này được đưa về đây để livestream bán hàng cho khách trên mạng xã hội. Thì em bán trên Facebook, Zalo. Cái nhập này là hàng chính hãng hay là hay như nào? Không phải hàng chính hãng. Chanel, Gucci, Dior, Lancome này kia. Những cái này thì em bán thì bán khoảng bao nhiêu tiền một chai? Em bán từ 35.000 đến 100.000. Nếu mà bán lẻ thì em bán tầm 200. Tiếp tục kiểm tra kho chứa chữ tại con hẻm thuộc khu phố 2, phường Tân Thới Hiệp, quận 12. Lực lượng chức năng thu giữ hàng chục ngàn sản phẩm nước hoa mang các nhãn hiệu như Dior, Chanel, Gucci, Valentino, Louis Vuitton. Tại thời điểm kiểm tra, chủ kho hàng không xuất trình được bất cứ giấy tờ gì chứng minh nguồn gốc xuất xứ hợp pháp của số hàng hóa nói trên. Trong cái kho hàng có diện tích rộng hàng trăm mét vuông này thì có rất nhiều những cái thùng cắt tông được xếp chồng lên nhau như thế này. Và tất cả những cái thùng cắt tông này đều là thùng để chứa nước hoa. Và điều đáng nói là tất cả những cái loại nước hoa nào nổi tiếng nhất trên thế giới thì đều góp mặt ở đây. Theo một thành viên của tổ kiểm tra, phần lớn sản phẩm của cửa hàng và kho hàng hóa đều được giao dịch mua bán trên các nền tảng thương mại điện tử. Điều này gây không ít khó khăn cho lực lượng chức năng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trinh sát, kiểm tra, kiểm soát thị trường. Ngoài ra, sau khi kiểm kê, phân loại sản phẩm, lực lượng chức năng sẽ mời đại diện chủ thể quyền các nhãn hiệu đến để xác định chất lượng sản phẩm, định giá hàng hóa vi phạm. Nếu đủ yếu tố, sẽ khởi tố hình sự.